bây giờ là 7:30 tối. Bắt đầu từ cửa hàng 7:01. Hiện tại bây giờ mới 7:30 nên 7:01 chưa có đông khách hàng. Đa số là sinh viên. Giờ này là đi ăn uống ở các cửa hàng ở phía lối trong. Đây là cái mặt bằng của mình vào buổi tối. Đây, nếu mà lên đèn thì rất là đẹp. Uống chai. Và chúng ta sẽ đi vào cái đường số 3 lối trong. Cái quán cà phê thì xe đậu ra tới ngoài đây luôn. Rất là đông. Phía trong đây là có rất nhiều công ty, quán cà phê. Đây đang là đường số 2. Về bông bầu buổi tối. Đa số trong đây là quán cà phê, cái những cái quán ăn nhà hàng rất là ít. Thì cái thứ nhất là cái nhà ở bên đây á, làm cái căn hộ thì rất là được giá. Một căn hộ full nội thất thì khoảng 6-7 triệu rồi, nên cái mặt bằng ở đây với mức giá này kinh doanh căn hộ dịch vụ thì nó sẽ tốt hơn. Đa số những cái mặt bằng ngay góc là cũng đã không còn chỗ trống. Tại góc này cũng đang sửa lại làm quán cà phê. Đây là ra đoạn Lê Văn Lương. ZS 25.